Sáng nay, ngày 15 tháng 11, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15, khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18 tháng 1. Quốc hội nghỉ một ngày 17 tháng 1 để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Vào 7 giờ 30 phút, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp trù bị, Quốc hội nghe các nội dung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, sau đó Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác, đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Vào 8 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Theo dự kiến, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn. Việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Sau khi được tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều cả về nội dung và kỹ thuật so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đối với những nội dung lớn, xin ý kiến tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 6. Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, tra soát kỹ lưỡng, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 18 nội dung chính, trong đó có quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, về không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, điều 28. Về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, điều 34. Về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, khoản 7, điều 45. Về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở về kinh doanh thương mại, dịch vụ, khoản 27, điều 79 về phát triển khai thác và quản lý quỹ đất, chương 8. Về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.